khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Center nằm trung tâm khu du lịch bãi cháy, quy mô 27 tầng với gần 800 phòng nghỉ kết hợp khách sạn, căn hộ khách sạn và nhiều tiện ích hiện đại sang trọng, khai thác tối đa lợi thế tầm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long. Đây là một trong những công trình tiêu chuẩn 5 sao lớn nhất của tập đoàn Mường Thanh nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Khách sạn cung cấp nhiều dịch vụ cao cấp, hệ thống phòng hội thảo đa chức năng, sức chứa gần 2.000 khách, nhà hàng, bể bơi vô cực, phòng thể thao, khu vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em cùng nhiều dịch vụ đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách. Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc tập đoàn Mường Thanh đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Center không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao, phục vụ phát triển du lịch mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Ninh đối với các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn. Môi trường đầu tư của địa bàn Quảng Ninh và Hạ Long rất là tốt, có cái sự đồng hành rất là chuyên nghiệp từ các cái sở ban ngành, từ tỉnh, từ thành phố đã giúp cho chúng tôi tự tin hơn rất là nhiều khi chúng tôi đặt cái cơ sở khách sạn như thế này ở đây. Thông qua cái việc mà khai trương cái khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Center ngày hôm nay thì cũng là một minh chứng để cho thấy rằng là Quảng Ninh là một trong những địa phương có cái sự ưu tiên, ưu đãi hết sức là tối đa cho tất cả các doanh nghiệp đầu tư vào tất cả mọi lĩnh vực ở tại địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Mường Thanh Luxury Hạ Long Center là khách sạn thứ 56 trong hệ thống khách sạn của tập đoàn Mường Thanh trên toàn quốc và là khách sạn thứ 5 tại Quảng Ninh. Khách sạn đưa vào hoạt động trong bối cảnh ngành du lịch nỗ lực phục hồi sau những ảnh hưởng của dịch bệnh, thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu kép của tỉnh Quảng Ninh, ưu tiên đẩy mạnh đầu tư xây dựng để đảm bảo tăng trưởng, sự thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh, tận dụng tốt cơ hội vượt qua khó khăn, sẵn sàng phục hồi và phát triển trong thời gian tới.